Điều rất quan trọng quyết định số phận chúng ta. Nếu như bạn muốn thành công, không muốn thất bại, thì hãy nghe hết và ghi nhớ thật kỹ bài viết này. Hơn 2.500 năm trước, Lão Tử dạy rằng những lời nói sẽ thể hiện hành động cũng như số phận của chúng ta. Ở Hy Lạp thế kỷ thứ nhất, nhà sử gia Plutarch đã tuyên bố rằng tâm trí, cá tính và thiên hướng của con người được thể hiện rõ qua lời nói của họ. Còn Napoleon Hill khẳng định rằng lời nói gieo hạt giống, dù là thành công hay thất bại, trong tâm trí của người khác. Lời nói có uy quyền lớn lao và nên được lựa chọn và nói ra một cách cẩn thận, vì chúng là thứ thuốc phiện mạnh nhất được sử dụng bởi nhân loại. Những gì chúng ta nói với bản thân mình và người khác đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta đạt được thành công. Bất kể bạn định nghĩa thành công theo cách nào, ngôn từ sẽ giúp thể hiện tầm nhìn đó thành hiện thực. Có nhiều từ và cụm từ có thể làm hỏng hình ảnh bản thân, làm hại danh tiếng và gây nguy hiểm cho sự thành công của bạn. Để tối ưu hóa sự thành công của mình, hãy loại bỏ thứ ngôn ngữ này khỏi vốn từ vựng của bạn và không bao giờ được nói cho chính mình hoặc người khác. Dưới đây là những cụm từ mà người thành công sẽ không bao giờ nói. Cụm từ "tôi không có sự lựa chọn" hay "tôi đã không có lựa chọn". Những người thành công luôn luôn nhìn thấy các lựa chọn không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Khi một người nói rằng mình không có sự lựa chọn trong một vấn đề, có nghĩa là họ nhận thức mình là một nạn nhân, rằng chúng ta là ít mạnh mẽ hơn môi trường của chúng ta. Những lời nói này giải phóng người nói khỏi tất cả mọi trách nhiệm. Những người thành công nói, "tôi có một sự lựa chọn", "đây là lựa chọn của chúng tôi", hay là "hãy tưởng tượng tất cả các khả năng". Họ biết rằng việc lựa chọn là bước đầu tiên hướng tới việc đạt được mục tiêu của mình. Cụm từ "tôi cần phải có" hay "tôi có thể có". Dòng chữ "nên", "có thể" và "đã có thể" bao hàm sự hối tiếc, đổ lỗi, chỉ trích người khác. Những người thành công không đắm mình trong quá khứ. Họ hiếm khi hối tiếc một quyết định hoặc hành động. Ngay cả khi bị người khác coi là một thất bại, họ chấp nhận nó như là một kinh nghiệm học tập, giúp họ tiến thêm một bước gần hơn tới mục tiêu của họ. Tương tự như vậy, họ tránh dùng "bạn cần phải có" và "bạn có thể có". Những câu này chỉ gây bực bội cho ông chủ, đồng nghiệp hay khách hàng, vì chúng ám chỉ họ phạm tội gì đó. Thay vào đó, hãy dùng một cách tiếp cận hợp tác. Hãy nói "xin hãy giúp tôi hiểu lý do tại sao", hoặc "lần sau chúng ta có thể áp dụng một cách tiếp cận khác". "Tôi không thể làm điều đó", "không thể nào" hay "điều đó không thể thực hiện được". Những câu nói này khiến người nghe cảm nhận tinh thần bi quan, không xây dựng, thậm chí là chủ bại. Những người thành đạt luôn biết có vô số chướng ngại trên con đường thành công. Các rào cản có thể làm họ trì hoãn hoặc vấp ngã, nhưng không bao giờ ngăn chặn được họ. Họ sẽ lựa chọn loại bỏ các rào cản hoặc tìm ra một cách đi để tránh nó. Các từ "không thể" hay "không có khả năng" hiếm khi có trong tâm trí những người thành công. Thay vì giơ cờ trắng đầu hàng, họ nói về những cách khác để hoàn thành công việc. "Những gì tôi có thể làm được là", "tôi chắc rằng có một cách để", "thay vì như vậy, chúng ta hãy thử", vân vân. Như Henry Ford từng nói, bất kể anh nghĩ rằng anh có thể hay anh nghĩ rằng mình không thể, thì anh đều nói đúng. Cụm từ "đó không phải là công việc của tôi không được trả tiền đủ cho việc này" hay "đó không phải là vấn đề của tôi". Người thành công là người giúp người khác thành công. Như tỷ phú Warren Buffett từng nói, chúng ta đang ngồi trong bóng râm hôm nay là bởi vì có những người trồng cây trước đây. Hãy nghĩ việc trồng cây như công việc của bạn. Nếu bạn được ông chủ, đồng nghiệp hay khách hàng yêu cầu làm điều gì đó, đó là bởi vì nó quan trọng với họ. Do đó, bạn cần tìm ra cách
để giúp họ hoàn thành điều đó. Thậm chí, nếu nó không có trong mô tả công việc của bạn, thì cũng đừng từ chối, bởi chúng sẽ hiển thị một thái độ xấu, hạn chế sự nghiệp của bạn. Ngay cả khi ông chủ của bạn đặt một yêu cầu không hợp lý với bạn, hãy trả lời tích cực bằng cách nói: "Chắc chắn tôi sẽ rất vui lòng nếu giúp anh thực hiện được điều này. Với nhiệm vụ hiện tại của tôi A, B, C, tôi có thể hoãn công việc nào để hoàn thành giúp anh việc này?" Phản ứng này rõ ràng truyền đạt một khối lượng công việc ưu tiên cùng với một thái độ sẵn sàng giúp đỡ. Cụm từ "nhưng chúng tôi đã luôn luôn thực hiện nó theo cách đó" hoặc "đó không phải là cách chúng tôi làm điều đó ở đây". Những người thành công có đam mê sáng tạo luôn tìm kiếm những cách tối ưu hơn để giải quyết một vấn đề. Trong thực tế, Steve Jobs cho biết đổi mới giúp phân biệt giữa một nhà lãnh đạo và một người theo sau. Vì lý do này mà các nhà quản lý đánh giá cao những nhân viên chứng minh tư duy sáng tạo, linh hoạt và kỹ năng giải quyết vấn đề. Những cụm từ này sẽ tiết lộ bạn là người mắc kẹt trong quá khứ, không linh hoạt và có đầu óc khép kín. Thậm chí, nếu bạn không đồng ý với ý tưởng của ai đó, hãy nói: "Đó là một ý tưởng thú vị, làm thế nào để thực hiện được nhỉ?" Hoặc "đó là một cách tiếp cận khác, hãy cùng thảo luận về những ưu và khuyết điểm". Cụm từ "thật không công bằng". Cô ta thì được tăng lương, bạn thì không. Anh ta được công nhận, bạn thì không. Bộ phận đó nhận được tài trợ, bộ phận của bạn thì không. Bất công xảy ra trong công việc và trên thế giới mỗi ngày. Những người thành công chủ động về các vấn đề thay vì phản ứng. Thay vì phàn nàn, hãy hành động. Hãy ghi chép lại các sự thật, trình bày một lập luận thông minh tới cá nhân hoặc nhóm có thể giúp bạn. Cụm từ "hắn ta là một gã ngốc", "cô ấy lười biếng" hay "tôi ghét công ty này". Những người thành công không bao giờ sử dụng những từ ngữ lên án, sỉ nhục và tiêu cực. Bất kể cảm xúc hay hoàn cảnh của bạn, hãy tránh tạo ra những lời tuyên bố phá hoại hay phán xét khi truyền đi thái độ tiêu cực đối với người này hay công việc. Không có gì làm chìm một sự nghiệp nhanh hơn so với việc đặt điều hoặc vu khống. Nó không chỉ tiết lộ sự non nớt chưa trưởng thành, đó là những ngôn ngữ có thể phỉ báng và gây tai họa. Những người thành công luôn lựa chọn từ ngữ cẩn thận để phát biểu các sự kiện quan sát được và tránh ngôn ngữ chê bai. Chúng ta đều có thể. Ngày xưa có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Chúng là hai con chim ưng từ ngoại quốc, là loài đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim ưng để huấn luyện. Một tháng đã trôi qua và người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng mặc dù một con chim ưng đã bay vút lên bầu trời một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu. Vị vua mời thầy thuốc cùng pháp sư khắp nơi trên đất nước đến để xem tình hình của con chim ưng, nhưng không ai có thể làm nó bay. Đức vua đem sự việc này bày tỏ với các quan viên trong cung điện của mình. Nhưng vào ngày hôm sau, khi nhìn qua cửa sổ cung điện, vị vua vẫn thấy con chim ưng chưa rời khỏi cành. Dù đã thử nhiều cách khác nhau nhưng không cách nào thành công, vị vua tự nghĩ, có thể ta cần một người thân thuộc với vùng quê để hiểu bản chất của vấn đề. Vì vậy, ông gọi quan cận thần của mình rồi nói: "Hãy đi mời một người nông dân tới đây". Vào buổi sáng, nhà vua rất phấn khích khi thấy con chim ưng bay cao trên khu vườn cung điện. Ông nói với quan cận thần: "Mời người đã làm ra phép lạ này đến đây". Vị quan nhanh chóng mời người nông dân đến để diện kiến trước đức vua. Nhà vua hỏi ông ta: "Làm cách nào mà nhà ngươi làm con chim ưng bay được vậy?" Kính cẩn cúi đầu, người nông dân trả lời: "Thưa điện hạ, không có gì khó cả. Tôi chỉ đơn giản là cắt cành cây nơi con chim đậu đi". Tất cả chúng ta đều có thể bay, bởi đó là tiềm năng đáng kinh ngạc của con người. Nhưng theo thời gian,
chúng ta ngồi trên những cành cây của mình, rồi dính mắc vào những thứ thân thuộc mà quên mất bản năng của mình. Khả năng của con người là vô tận, nhưng hầu hết chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn khai phá hết. Chúng ta thích những thứ quen thuộc, thoải mái và thú vui trần tục. Vì vậy, phần lớn cuộc đời, chúng ta sống tầm thường thay vì thú vị, ly kỳ và đầy ý nghĩa. Hãy học để phá bỏ những cành cây của sự sợ hãi mà chúng ta bám vào và giải thoát bản thân để có thể bay lên một cách huy hoàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.